Thanh Tùng kính để lời chào tất đến quý khán giả của Net Việt TV, chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News sẽ Thanh Tùng ngày hôm nay chúng ta mang đến có gì phần thông tin liên quan tới việc tiểu bang Cali sẽ họ hứa đó là họ sẽ trả hết tiền nợ thuê nhà của cư dân. Em xin nhắc lại, Cali hứa chứ không phải Thanh Tùng hứa. Cali qua miệng của ai? Qua miệng của ông thống đốc Gavin Newsom. Thống đốc Gavin Newsom vừa lên tiếng cho biết rằng là tiểu bang Cali hiện giờ đủ tiền để trả tiền nợ thuê nhà cho cư dân của mình, nhưng chuyện đó sẽ phải mất một khoảng thời gian quý vị nha, rất là tình vui, nhưng cái tin mà mình đang lo hiện giờ là sao quý vị, 30 tháng 6 sắp tới là thời hạn chốt để những người thuê nhà được bảo vệ khỏi bị trục xuất nếu có gì nợ tiền nhà. Thành ra nếu 30 tháng 6 sắp tới này không có một đạo luật mới nào được ký thì đúng 1 tháng 7 có gì phải trả đủ tiền nhà một phần trăm nếu một tháng 7 mà có gì không trả tiền nhà đủ trăm phần trăm gì sẽ bị chủ nhà đuổi bất cứ lúc nào tại vì luật chỉ bảo vệ có gì tới 30 tháng 6 mà thôi cho tới bây giờ chưa có thấy đạo luật nào được ký nhau có gì liên bang chưa gia hạn tiểu bang cũng chưa gia hạn Ngày nào chưa có gia hạn thì ngày đó có việc chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đến 30 tháng 6 mà thôi. Sau 30 tháng 6 những ai thuê nhà phải trả tiền nhà đầy đủ chứ mình không còn được nợ tiền nhà như hiện nay. Tình hình hiện nay là sao? Có gì trả bớt một chút còn lại từ từ trả cũng được. Giật có gì được bảo vệ không bị trục xuất bởi người chủ nhà của quý vị. Thanh Tùng sẽ trình bày với quý gì bước kế tiếp mà tiểu bang Cali sắp làm để giúp đỡ cho những người thuê nhà gặp khó khăn về tài chính vì tình hình bệnh dịch COVID-19 gây ra. Họ giúp đỡ quý vị ra sao? Những chương trình giúp tiền hỗ trợ cho người thuê nhà thu nhập thấp trên toàn tiểu bang Cali ra sao? Mà đặc biệt là dành cho cư dân ở ngay đây, quận hạt Santa Clara ra sao? liệu chủ nhà có quyền tăng tiền nhà với quý vị trong thời điểm này hay không thanh tùng sẽ có câu trả lời dành cho quý vị đặc biệt nha em nói trước quý vị giữ chương trình này giữ băng tầng này vì thanh tùng sẽ chỉ cho quý vị cái đường link quý vị vào đó quý vị apply quý vị ghi danh để được nhận hỗ trợ tiền gửi trực tiếp về nhà cho quý vị nếu quý vị không đủ tiền trả tiền nhà nếu quý vị đang nợ tiền trả tiền nhà giữ chương trình này thanh tùng sẽ có thông tin chi tiết dành cho quý vị về việc thuê nhà và được trả tiền nhà cũng như thanh tùng sẽ cập nhật phần tin liên quan tới việc là tiểu bang cali hiện đang có một chương trình đặc biệt giúp cho tất cả những ai đã có chích ngừa covid 19 rồi để quý vị giữ lại cái thẻ chích ngừa của quý vị theo dạng điện tử và quý vị có thể lưu lại thẻ chích ngừa theo dạng điện tử đó ở trên điện thoại thông minh của quý vị. Cho nên kể từ nay, nếu quý vị đi đâu, ai mà cần á, họ cần hỏi quý vị rằng là ô oh, ông anh, anh chỉ ông bà có chích ngừa chưa thì thay vì quý vị phải mang kè kè theo bên mình cái thẻ chích ngừa dễ mất thì sẽ có cách để quý vị lưu trữ lại thẻ chích ngừa theo dạng điện tử ngay trên điện thoại thông minh của vị làm sao làm được chuyện đó thanh tùng cũng chỉ cho quý vị luôn trong chương trình ngày hôm nay nha Nhưng trước hết thì cho thanh tùng được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho hot News sẽ thanh tùng vào giờ này angel beauty bên trong của Grand San San Jose đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638 văn phòng thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hợp thuế công ty thuế thương mại và thuế nhân viên địa chỉ 621 Tholi Road, San Jose, phòng A125, kế bên cạnh Hồng Minh Travel, 4082795843 Kể từ nay, bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose, với 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Sao San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Phở 90 độ ở Crackmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ diện Beauty in Miss San Jose Chứ đừng ngũ bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mạch. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093, bên trong khu Việt Nam Town, thành phố San Jose, 510-452-7297. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Norden và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim, tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng của New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose. Nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt, Cardiology Clinic of Northern trong khu viết 5 thao thành phố San Jose 408-293-5900. Tiểu bang California hiện đã có trang mạng lưu trữ thẻ tiêm ngừa. Hãy vào trang mạng myvaccinerecord.cdph.ca.gov, điền họ tên và ngày sinh. Quý vị sẽ nhận qua email hoặc số điện thoại một đường dẫn để vào mã QR code có thông tin về thẻ tiêm ngừa của quý vị. Tiêm ngừa COVID-19 hoàn toàn miễn phí, rất dễ dàng và có cơ hội bốc thăm trúng thưởng vé tham dự các sự kiện hấp dẫn. Để tìm một địa điểm gần quý vị, hãy vào trang sccfreevac.org hoặc gọi 4089702999 nếu cần được giúp đỡ về tiêm ngừa. Thưa quý vị, Thanh Tùng có thông tin dành cho quý uh, đồng hương của mình. Những quý vị nào mà đã có chích ngừa rồi, chích ngừa COVID-19 rồi á, mà đã chích ngừa đầy đủ hai liều nha những người nào đã chích ngừa đầy đủ hai liều rồi thì quý vị nhớ rằng là mình có được phát cho một cái thẻ gọi là thẻ chích ngừa quý vị nhớ không cái thẻ mà màu trắng trắng đó, ở trên đó có cái góc là cái quý vị thấy có chữ cdc đó đó quý vị nhớ không thì cái thẻ đó chính là bằng chứng xác nhận quý vị đã có chích ngừa covid 19 chín đầy đủ xác nhận quý vị chích ngừa của pfizer hay là chích ngừa của moderna hay chích ngừa của Johnson Johnson Chắc quý vị còn nhớ đúng không? Thì đây cho tới giờ phút này Đây là bằng chứng duy nhất có thể xem như là xác nhận quý vị đã có chích ngừa COVID-19 đầy đủ rồi. Mai này, mai này, hiện bây giờ thì cả nước lẫn Cali vẫn chưa chấp nhận sổ thông hành vaccine. Người ta không chấp nhận chuyện đó. Nhưng có một số các nơi, thí dụ như một số chuyến bay, một số hãng hàng không hay thậm chí sau này nè quý vị mua vé đi vào xem các đại nhạc hội mà đại hội lớn á đại nhạc hội ở trong nhà mà năm ngàn khán giả trở lên hoặc là quý vị tham dự các đại nhạc hội hay các trận banh mà ở ngoài trời mà từ mười ngàn khán giả trở lên quý vị có thể sẽ bị buộc phải chứng minh rằng quý vị hoặc là có chích ngừa covid 19 rồi hoặc quý vị phải chứng minh là quý vị đi xét nghiệm covid 19 âm tính thì có gì mới được vào bên trong nha? Cho em nói trước đó là quy luật của California do quy luật của quốc California mai này á những những cái nơi nào mà từ 5.000 người trở lên ở bên trong, 10.000 người trở lên ở bên ngoài rất có thể nhà tổ chức họ buộc có gì phải chứng minh đã có chích ngừa rồi hoặc là âm tính với covid 19 thì có gì mới được vào bên trong. Cho nên chừng đó quý vị chứng minh bằng cách nào? Không lẽ rồi kè 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 theo bên mình cái thẻ chích ngừa sao? Mà quý vị đừng quên bây giờ mình mua vé là mua vé online đúng không? Thì khi mua vé online quý vị chứng minh bằng cách nào? Quý vị phải upload cái thẻ chích ngừa đó lên. Thì upload bằng cách nào? Không lẽ cầm cái thẻ làm sao upload? Đó. đó là lý do mà tiểu bang Cali họ bắt đầu giúp cho cư dân của mình một cách rất là thuận tiện. Quý vị chỉ cần truy cập vào một trang web của tiểu bang cali họ cung cấp truy cập vào đó có gì cung cấp tên nè họ của có gì nè ngày sinh của có gì nè kèm theo là số điện thoại của gì vậy thôi chỉ cần vậy thôi có gì truy cập vào trang web đó cung cấp họ tên số điện thoại của quý gì thế là ngay lập tức có gì sẽ nhận được hồi báo từ bộ y tế tiểu bang cali có gì sẽ nhận được hồi báo qua text message hoặc là email cho có gì và cái hồi báo đó họ sẽ cung cấp cho quý vị một cái mã số. Cái QR code là chữ tiếng Anh, mình dịch cái tiếng Việt là một cái mã số. Thì cái mã số đó đó, cái QR code đó chính là cái thẻ chích ngừa của quý vị bằng điện tử. Quý vị nhìn vào cái QR code đó, quý vị thấy rõ ràng tên quý vị nha. Quý vị thấy rõ ràng là quý vị chích ngừa liều thứ nhất ngày nào, liều thứ nhì ngày nào, chích ngừa bằng vaccine gì mới ghê nữa. Thành ra mình chỉ cần điền tên họ số, số điện thoại thôi là quý vị sẽ có cái mã số đó liền. Mã số đó quý vị giữ lại trong phone của quý vị. Mai này đi du lịch, đi tới chỗ nào đó, tùy chỗ, chứ không phải chỗ nào cũng yêu cầu. Tùy chỗ thì tôi nói, ơ à, thưa ông bà đã có chích người chưa? Thì đúng quý vị lúc đó hãnh diện, cách bản lĩnh tự tin, móc điện thoại ra, bấm nút. Đây, đó, à, show cái gì mình show cái QR code từ cái điện thoại cầm tay của mình đây cái người người ta quét cái cái cái, cái mã số đó dùng máy đó người ta quét qua cái mã số đó là người ta xác nhận được a, à, ông này bà này đã có chích ngừa rồi quý vị thất tiện không thí tiện vô cùng không thanh tùng làm rồi giờ đang nằm trên phone của thanh tùng á đây quý vị nhìn trên màn hình nha Và bây giờ thanh tùng uh, nhắc quý vị lấy cái điện thoại chụp lại dùm cho em chụp màn hình lại rồi truy cập vào dùm em nha myvaccinerecord.ctph.ca.gov Nếu có gì nào mà ghi không kịp, nhắn tin về cho Nét Việt TV. Thanh Thảo và Minh sẽ giúp nhắn cho quý vị trở lại đường link. Quý vị có đường link này, có cái thẻ chích ngừa điện tử cho nó thoải mái nha quý vị, cho nó tiện lợi ha. Sau ít phút quảng cáo Thanh Tùng trở lại và đề cập tới chuyện hỗ trợ tiền thuê nhà cho bà con mình có thu nhập thấp, quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý vị quay trở lại với Hot News với Thanh Tùng ở phần 2. Phần 2 như Thanh Tùng có hứa là sẽ trình bày đến với quý vị. Tiểu bang Cali hứa trả hết nợ tiền nhà cho bà con mình. Trả hết nợ luôn. Vậy quý vị hỏi tiền đâu ra? Yên tâm, tiền bao la luôn. em chúng quý vị đừng có lo là tiền của Cali bây giờ đó. Dư sức trả hết nợ tiền nhà cho quý vị luôn. Nhưng mà vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là bao giờ thì mới mới họ mới chi hết cái số tiền này ra nó không thể xảy ra một sớm một chiều là điều thứ nhất điều thứ nhì nếu có gì đã biết rằng kali dư tiền để trả nợ tiền nhà cho quý vị thì tại sao quý vị lại không ghi danh đúng không tại sao quý vị không apply quý vị có thể sẽ được tiểu bang kali họ trả hết cái nợ tiền nhà rất có thể quý vị nợ một tháng hai tháng hoặc ba bốn tháng trong 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 thời gian vừa qua vì đại dịch mình không có đi làm, mình thất nghiệp, mình đâu có tiền đâu có gì rồi tiền đâu mình trả tiền nhà. Đúng không? Bây giờ tiền tiền nợ mà trả tiền nhà của mình nó chất chồng lên như vậy nè. Tiền đâu mà trả? Ta nói bây giờ một tháng tiền nhà đã trả không nổi rồi. Bây giờ nó chất chồng lên thành nhiều tháng, tiền đâu mà trả? Trong khi 30 tháng 6 tới gần rồi. 30 tháng 6 là thời hạn chót bảo vệ của việc khỏi bị trục xuất nếu chưa trả tiền nhà. Sau 30 tháng 6 mà không trả tiền nhà thì cái lệnh trục xuất đó, cái lệnh mà 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 cấm trục xuất đó nó hết hạn. Thành ra cứ sau 30 tháng 6 hệ của vị nào mà không có tiền ra tiền nhà của vị sẽ bị trục xuất bất cứ lúc nào nếu chủ họ muốn. Nếu chủ họ muốn. Thành ra bây giờ là lúc quý vị cần phải ghi danh để được chính phủ người ta trả tiền nhà cho mình. Sao lại không ghi danh? Mình đâu có làm gì nên tội mình đâu có làm gì đâu mà mình mình mặc cảm có gì trời ơi, mình gặp khó khăn thì thì ngày xưa mình đi làm mình đóng thuế rồi bây giờ khi mà tiểu bang họ dư thuế họ dư tiền thì họ giúp lại cho mình thôi chứ đâu có gì đâu mà phải mặc cảm là này nọ đâu thanh tùng nói thiệt cho nên nếu 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 mà quả thật thanh tùng gặp khó khăn về tài chính về đại dịch thanh tùng cũng sẽ apply nếu thanh tùng đi ở nhà thuê không có tiền nha rồi bây giờ quý vị nào cần giúp đỡ nè giữ giữ băng tầng này Thanh Tùng sẽ giải thích cụ thể với quý vị trong ít phút nữa. Nha, còn bây giờ, cho Thân Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Xuân Vân Healthcare và dược thảo toàn chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road San Jose. Mở cửa phục vụ cái đồng hương từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều 408 năm 9297. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Mernado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. Paloma Cafe, tọa lạc bên trong của Grand Century Mall San Jose chuyên phục vụ các món ăn dân dã dạ Việt Nam. Hiện đang cần tuyển nhân viên phụ bếp và nhân viên chạy bàn 408-277-0922. TN Karaoke, có gì muốn có dàn karaoke mới hoặc cũng đổi máy hư thành máy mới, xin gọi anh đoan Nguyễn 408 223 hay vào trang nhà Karaoke com An Khang Mì Gia Trung Quốc Việt Nam Town, San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408. 217-9496. Hệ thống ly gửi tiền lẻ, ly gửi quà và ly travel phục vụ nhanh chóng tận tâm dự uy tín với các dịch vụ chuyên gửi tiền gửi quà đi Việt Nam và bán vé máy bay với ba chi nhánh. 1648 Tholi Road 408 270 1027 hoặc là 408 272 6262. 1912 Ebon Road 408 528 6789. 769 x capital Avenue 408 586 9999. TNT Orchids trong khu thương xá Grand San Mall San Jose, rất nhiều loại hoa lan tuyệt đẹp được chăm sóc bởi bàn tay có chủ nhân am tường về hoa lan. Có một nursery lớn với đủ loại cây ăn trái độc đáo TNT Orchids 408 396 hoặc 408 568 7367. Nhà hàng phở Life với món phở ngon độc đáo và nhiều món ăn khác bảo đảm hợp khẩu vị. Dù thực khách khó tính nhất, nhà hàng phở Life 3533 Homestead Road, thành phố Santa Clara 408 551 0889 Hãy làm tròn bốn phận và đi chích ngừa để chấm dứt đại dịch Chích ngừa có hiệu nghiệm và các nhà khoa học đã chứng minh là điều này có thể ngăn chặn các ca nhập viện và tử vong do Covid-19. Để tìm địa điểm miễn phí gần nhà, xin đến trang sccfreevax.org hoặc gọi 408 970 2000, bấm số 3 để nghe tiếng Việt. Chích ngừa miễn phí và không cần có bảo hiểm. Những ai trên 12 tuổi đều có thể chích ngừa. Để tìm địa điểm miễn phí gần nhà, xin gọi 408 970 2000 hoặc trên trang sccfreevax.org. Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố, tiểu bang Cali sẽ trả hết tiền nợ thuê nhà của quý vị đã chất chồng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là dành cho cư dân ở tiểu bang đông dân nhất trên toàn quốc. Vì gánh nặng tài chính của đại dịch, vì quý vị không đi làm được, vì quý vị thất nghiệp, quý vị không có tiền trả, tiền nợ thuê nhà, tiểu bang Cali hứa là sẽ trả cho quý vị trả cho quý vị nha để quý vị có tiền quý vị trả cho ông chủ bà chủ nhà của quý vị đó và cho tới bây giờ Điều mà người ta vẫn còn phân dân là không biết liệu tiểu bang Cali có sẽ gia hạn tiếp tục lệnh cấm trục xuất đối với người nợ tiền thuê nhà hay không. Lệnh cấm trục xuất tại tiểu bang Cali nó cũng trùng với thời hạn của liên bang. Cả liên bang lẫn Cali đều có lệnh cấm trục xuất đối với người thuê nhà chỉ vì họ không đủ tiền trả tiền nhà. Cấm trục xuất thời hạn là 30 tháng 6. Thì bây giờ nếu như tiểu bang không có lệnh mới, liên bang không có lệnh mới, đúng 30 tháng 6 là quý gì phải trả tiền, không trả tiền mình bị đuổi. Bây giờ xin nhắc lại là mình đang nín thở, mình chờ đợi liên bang hoặc là tiểu bang có cái lệnh nào đồng ý gia hạn thêm cho mình hay không. Thì quý vị biết cái vụ mà gia hạn này là gây tranh cãi nè, gây tranh cãi nè. Với người đi thuê nhà gặp khó khăn thì rất muốn tiếp tục gia hạn, đúng không? Để mình tiếp tục được bảo vệ, không có bị đuổi vì nợ tiền nhà. Nhưng ngược lại, phía của các ông bà chủ nhà, quý vị đừng quên họ cũng phản đối. Họ có quyền phản đối và họ phản đối hợp lý. Là tại vì, quý vị đừng quên là tôi vì cái luật đó tôi cho quý vị ở trong nhà tôi. Suốt cái năm 2020 vừa rồi, cộng với nửa năm đầu của 2021, quý vị ở trong nhà tôi, quý vị nợ tiền nhà, quý vị không trả. Quý vị chỉ phải trả tôi đúng theo luật có 25% tiền nhà thôi. Còn 75% còn lại quý vị không trả Quý vị không trả bây giờ tôi là chủ nhà Tôi lấy tiền đâu tôi trả mortgage Cho chung cư của tôi Nếu quý vị không trả tiền đâu tôi trả tiền nhà Mà quý vị đang thuê cho tôi Tiền mortgage cho tiền nhà của tôi Rồi bây giờ 30 tháng 6 là thời hạn chót là đúng rồi Bây giờ quý vị muốn nó dài hơn nữa Muốn gia hạn thêm nữa Thì những chủ nhà như tôi sống làm sao Tiền đâu tôi trả mortgage Thấy chưa Và các ông bà chủ nhà đó Họ cũng có lý do họ đã bây giờ đại dịch giảm rồi, tình trạng lây nhiễm giảm rồi. Bây giờ công ăn việc làm cũng đã mở ra rồi, nhất là đặc biệt ngay sau khi tiểu bang Cali 15 ngày tháng 6 mở cửa hoàn toàn. Nhiều ngành nghề hoạt động trở lại không có còn hạn chế nữa, nhiều người đi làm rồi. Nếu mà công ăn việc làm mở ra tại sao có gì không đi làm đi rồi lấy tiền trả tiền nhà cho tôi? Chứ tại sao rồi kinh tế mở cửa mà bắt tụi tôi cũng tiếp tục gánh chỗ có gì làm sao? Đó, đó là lập luận của phía bên chủ nhà phía của những người thuê nhà nói no 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 công ăn việc làm mở ra nhưng đâu đâu có phải mở ra cho tất cả mọi người các bà mẹ bây giờ vẫn phải ở nhà để giữ con mà đúng không quý gì đâu có ai giữ con cho mình đâu rồi rồi, rồi giao con cho ai để đi làm đ đâu có phải công ăn việc làm nào mở ra cũng tích hợp cho mình đâu cho nên chuyện đi tìm việc làm cũng không phải dễ ở ngay thời điểm này dù Cali mở cửa thôi mình hiểu được cái vấn đề đó Bây giờ là lúc mà ông thống đốc Gavin Newsom với các nhà lập pháp tiểu bang Cali họ đang gặp gỡ kín với nhau thảo luận về việc sẽ tiếp tục gia hạn lệnh cấm trục xuất. Có thể mình sẽ có tin trong nay mai. Nha, có thể có. nếu mà nào có Thanh Tùng sẽ báo cho quý vị. Rồi, bây giờ thì cho Thanh Tùng nói với quý vị rằng là liên quan đến vấn đề mà thuê nhà đó. Hiện bây giờ, hiện bây giờ từ bây giờ đến 30 tây tháng 6 chiếu theo luật nha, chiếu theo luật đó là quý vị ở Cali có gì chỉ cần trả chủ nhà 25% thôi. Ha. Còn cái 75% còn lại không có ai tha đâu, không ai tha. Nhưng có gì sẽ trả từ từ, trả trả từ từ cũng được nhưng mà mỗi tháng phải trả 25% cho người ta. Nếu quý vị là người thuê nhà, quý vị nhận được một lá thư của chủ nhà bảo rằng quý vị phải trả tiền nhà cho hết cho người ta thì nội trong vòng 15 ngày sau khi quý vị nhận thư chủ nhà quý vị phải hồi đáp bằng một cái lá thư của quý vị trình bày rằng là tôi bị ảnh hưởng bởi Covid-19 không đi làm không làm ra tiền. Cho nên tôi xin ông bà chủ nhà làm ơn cho tôi khất cái tiền nhà đó lại. Tôi trả trước 25%. Sau này khi tôi đi làm tôi có tiền tôi trả lại. Quý vị phải hồi đáp cho người ta trong 15 ngày. Ngay sau khi quý vị nhận thư đòi tiền nhà của chủ nhà. À, là điều thứ nhất. Nếu quý vị không hồi đáp, quý vị có thể bị trục xuất. Thì bây giờ quý vị cũng vi phạm luật luôn. Là luật không bảo vệ cho mình. Rồi bây giờ quý vị hỏi một câu rằng là nếu như tôi đang ở ở quận hạt Santa Clara hay ở tiểu bang Cali, chủ nhà có quyền tăng giá tiền nhà với tôi hay không? Câu trả lời có. Ngay trong thời điểm này, chủ nhà có quyền tăng tiền nhà đối với giới có việc ngoại trừ một thành phố thanh tùng biết, đó là San Jose. Chủ nhà ở San Jose cho tới giờ phút này không được phép tăng tiền nhà đối với quý vị trong thời điểm vẫn còn đại dịch. Rồi, bây giờ cho Thanh Tùng nhắc Tiểu bang Cali đang có chương trình hỗ trợ cho người thuê nhà gặp khó khăn. Như quý vị, quý vị nào gặp khó khăn trả tiền nhà thì cho Thanh Tùng nhắc là tiểu bang Cali có một cái đường link. Quý vị nhìn trên đầm màn hình nè. Quý vị nhìn ha, chụp hình lại. Housingiskey.com Click vào trang này, quý vị sẽ thấy có hướng dẫn để được hỗ trợ tiền cho người thuê nhà. Nha. Còn bây giờ nếu quý vị là cư dân của quận Hạt Santa Clara, nếu quý cư dân quận hạt Santa Clara xin lưu ý, quý vị có thể ghi danh ở trên trang housingiskey.com cũng được. Hoặc nếu quý vị muốn được nhận cái sự hỗ trợ riêng của quận hạt của mình mà thôi hay hỗ trợ riêng của thành phố San Jose của mình thôi đó thì mời quý vị vào trang preventhomelessness.org hiện trên màn hình. Hoặc là quý vị nào cần cái đường link ở quần hạt Santa Clara mà quý vị cần đường link để hỗ trợ tiền thuê nhà? Thanh Tùng có sẵn cho quý vị. Nhắn tin về cho tụi em. Số điện thoại đang hiện trên màn hình của Đài Nét Việt. Hoặc nhắn tin về cho Thanh Tùng ở bên đài Hot News 1500 Radio 408-785-9598. Nhắn tin nói Thanh Tùng cho tôi xin cái đường link hỗ trợ cho người thuê nhà. Thanh Tùng gửi cho quý vị đường link bằng tiếng Việt quý vị ghi danh dùm cho em nha, không ghi danh là thiệt thòi của quý vị thôi. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục này, quý vị có thể xem lại trên YouTube khi gọi chữ Hot News với thanh tùng xem xong nhớ cho em xin một cái like, kiểm trợ tinh thần. Muốn xem tiếp trong tương lai thì mình subscribe. Muốn quảng cáo thì gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Rồi hẹn gặp quý vị tiết mục này vào kỳ tới.